Bộ Y tế tối ngày 3 tháng 1 cho biết tính đến nay Việt Nam đã ghi nhận 24 ca COVID-19 biến thể Omicron, đều là các ca được cách ly ngay sau khi nhập cảnh. Cụ thể tại Hà Nội 1 ca, Quảng Nam 14 ca, Thành phố Hồ Chí Minh 5 ca, Hải Dương 1 ca, Hải Phòng 1 ca, Thanh Hóa 2 ca. Như vậy, so với ngày 2 tháng 1, nước ta đã ghi nhận thêm 4 ca nhập cảnh mới nhiễm Omicron tại 3 tỉnh thành Hải Dương, Hải Phòng và Thanh Hóa. Trong đó, ca mắc tại Hải Dương là nữ công nhân mới đi lao động xuất khẩu tại Ukraine về nước hôm 21 tháng 12, đã tiêm 2 mũi vaccine. Biểu hiện bệnh có ho kèm khản tiếng, không sốt, không đau họng, không khó thở. Hiện bệnh nhân đã có kết quả xét nghiệm âm tính và đã được về nhà theo dõi sức khỏe. Bộ Y tế tiếp tục chủ động bám sát diễn biến tình hình dịch do chủng mới Omicron gây ra, thường xuyên trao đổi với Tổ chức Y tế Thế giới để cập nhật thông tin kịp thời, chính xác về biến chủng này. Đồng thời chỉ đạo các địa phương tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch, đặc biệt công tác kiểm tra, xử lý nghiêm những tổ chức, cá nhân vi phạm các quy định về phòng, chống dịch.